Một cái luôn nha. Hôm nay chắc là tôi đi chơi bên này, tức là tôi với anh Phúc Hải thì cũng gắn bó được từ lâu rồi. Không có gì khác, chỉ tôi tăng khách, anh tăng khách. Thì cũng đã cùng với một viên viên phạm một tấn chung. Nhưng anh là chính rồi, tôi tham gia phát bài thôi. Thế còn đây, anh này tức là ông là luật sư. Tôi chuyển sang làm nhà báo, tôi là nhà văn. Thế còn tôi thì là chiến sĩ. Thế thì dạ, tôi cũng viết sách, viết báo thì là gắn nhau. Thế là anh Nguyễn Tránh thì nguyên là một trong kỹ thuật của ngày xưa công tác được ở khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đấy chuyển sang viết mình viết văn. Thế hôm nay đến thì thứ nhất là anh Tránh có cần gì tặng phải không ạ? Anh mới giới thiệu về sách viết. Sách viết về những anh hùng tình báo, tiết mục ngôn tiết mục mà hát số ba là hồi mà trong hành vi tính tiết nước ấy, mà cái cụ tình báo là có điều kiện học sinh lận đấy, tức là em từ ca là mình cũng hiểu. Thế thì cái cụ này được tuyên cho anh hùng năm 71 và cái cụ này có 4 người thì anh hùng chưa có cái cụ tình báo nào ở Việt Nam mới được 4 người. Thế mà hai là cái cụ này chỉ trong tình báo được có hai cụ thôi, quốc phòng là cụ hát số 3 và hát số 7. Cái hát số 7 thì năm 78 nước tuyên dương sau chiến tranh, còn hát số 3 là người khai thác được năm 71 tuyên dương rồi. Thế cho nên cái cụ này nó 45 người thì hy sinh có 27 người, cho nên là bị thương 12 người. Đấy là cái cụ này rất nổi tiếng. Thế bây giờ thì ông Bẩn cũng mất rồi, và ba là người đau liên cho ông Bẩn thì cũng mất. Bây giờ còn lại hai người là cô Đấu Thảo năm nay 92 rồi, thì chính thứ ca được năm nay 96 còn đấy. Có người là ra mắt sách ở Sài Gòn nhưng tiền cũng mua, anh tiền cũng gặp chính thứ ca là cô Đấu Thảo luôn. Là cuốn sách đấy thì cái này nhà văn Nguyễn Tránh có tặng tôi một hồi, thì tôi đang chờ để coi là có cái việc gì mà mình quên thì mình cũng như là biết được đấy. Tôi là tôi muốn hết để đem về bảo tàng rồi, nhưng nó phải có cái một sự kiện sự kiện gì đấy thì mình đưa ra mình là trưng bày nếu được thì cứ tăng ra càng tốt. Nếu nó làm được thì nó đi tổ chức, mà không thì tôi phải có một sự kiện thì rất nhiều cuốn sách này báo để cho lan tỏa. Chứ mình đưa vào bảo tàng không là ít người ra đọc. Bây giờ tôi tặng tặng anh nha. Để tôi quay nhé, quay chờ nhé. Bây giờ thế này một câu này, hai một câu. Bây giờ thì anh có thể có phải anh có thể sách để anh tặng một cái điều này thưa hai một lần cũng rất là cơ duyên đến đi thăm nhà học viện thì này là tác giả của những cuốn sách. Thế thì tôi chưa có học viện mà hay cũng có quan hệ với nhau về lịch sử văn hóa nghiên cứu lịch sử văn hóa. Tôi cũng đã từng có những cái kinh nghiệm về lịch sử chính trị chiến lược bảo vệ của chúng ta trong những năm tới. Cho đến hôm nay hai anh tôi còn gửi nhau đấy. Tuổi hai bà là cô giáo của đại học trường, hai bà như này là cái kết nối nhau rồi. Thế thì là tôi cũng có nói với nhau về hôm nay là chúng tôi là chúng tôi nói chỉ huy
120 loại trên quân đội chúng ta đã đấy và đã chỉ riêng chiến thắng chiến dịch mười số bốn rồi đi thắng pháp trong chiến dịch năm chín thế thì bắt đã có một công tác này để chúng ta chủ biết thế thì tôi cũng cảm thấy là có thể nó được giao tư những công tác nhiều các cái chứng con gì cũng nó có thế tuy nhiên có rất là lâu lắm là mãi đến khi mà các bác sẽ giao lại cho tôi làm rất là bảy năm là tôi được tăng thêm trước cái lịch sử mà các bác xin được những nhân vật lịch sử mà các bác xin được đạt thì thế là có những cái chỉ lý để có liên lạc chỉ lý để liên lạc trước tại sao mình không có một cái năm năm mọi nhà các bạn tôi thì là nó có thể liên lạc thì tức là tôi cũng không hiểu vì sao mà bây giờ là có văn hóa có giáo dục thì trong những cách tất cả ra nhất tất cả thì đều là một người ta là thành đấy rất là vô lý mà hơn 4.000 năm bây giờ mà có 2.700 năm cái nhưng mà cuốn sách này nó như là một cái sự gọi là đối lập về cuốn sách này là về sau ấy là tôi thì là nhà nghiên cứu mình là trên di quốc thì một số những người có cái kiến rằng tôi có thể mà tôi phạm liên phạm rất là tập trọng nó đều là cái thứ những dữ liệu thì cũng rất tinh thần thì trên về sau tôi còn đưa cả minh chứng bản về dân ta phải giết thử ta cho tương gốc kích nước nhà Việt Nam kể năm hơn 4.000 năm tổ tiên được đã anh em bảo là không bằng là tổ chúng ta giúp ta thế vợ là khi chúng ta học tập tôi người ta nói là có 18 thời vua Hùng tính ra là có 27 năm thôi. Tôi được hỏi rất là bậy bạ, cái lịch sử này nó rất là nguy hiểm. Ông sẽ là lịch sử sẽ là lịch sử. Từ khi chỗ là hơn 4.000 năm, Bác Hồ rất là thơ. Bây giờ nó bảo có 27 năm thôi, là viết được sách giáo khoa thôi. Mà hai cơ quan đứng đầu là Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa thì ta có thể là không với nhau làm nước ta 27 năm. Đó là rất rất là nguy hiểm. Tôi phải tặng cả hai nhé, để đi hình nhé. Đấy, tặng luật sư nhà văn Bùi Quốc Khải, bảo tàng miền quê. Vâng, cảm ơn. 10 năm, cũng là ghi lại lịch sử dân tộc chúng ta ở đồng bằng. Vâng, lúa nước, tôi có thể ghi lại đây là bảo tàng. Nhưng cũng là cái giá trị lịch sử. Vâng, vâng. Tặng miếng cánh con nhé. Thế anh ngồi xuống đây, ông tay thế này. Ông cánh đi cho tôi là những tham gia đổi. Sau đó Hải Dương nó bỏ tôi ra nhưng muốn được chưa? Đấy, thì cũng đến là có cái gì đâu nè. Thấy chưa? Đấy, thì tặng sách anh rất là vui chúng ta là những người không phải là được đào tạo với bản nhà Pháp. Nhà Pháp, vâng, đúng rồi. Viết sách thì thành ngang thôi. Thành ngang thôi. Chúng ta biết gì đối với nó và nó bảo vệ đi. Biết cái gì thôi, tôn trọng. Tôn trọng biết lịch sử. Tôn trọng lịch sử. Tôn trọng lịch sử. Tôn trọng lịch sử. Nó phải bảo vệ chứ. Vâng. Tuy nhiên nó lịch sử nó là nó bảo vệ trong nơi đó. Vâng. Vâng. Cái bộ đó là cái gì văn hóa gì nó thực ra nó vui quan trọng nhất là cái bộ đó là cái gì đấy cái đấy là những gì đó quan trọng nhất là Trung Quốc người ta nói là hơn 5.000 lịch sử đấy nhá từ xa đến gần từ xa xưa thì bắt đầu nói văn lang hồng vàng mà
cảm ơn các bạn.